Phương, mấy tháng rồi? Ôi không, không hề có chuyện đấy đâu ạ. Cháu ngồi xuống đây. Bây giờ không có ba thằng ở đây, bác Lịch cũng vào phòng rồi. Chỉ có cháu và bác, cháu nói thật cho bác nghe. Cháu nói thật mà bác, bác tin cháu đi. Cháu không phải vì dính bầu mà kết hôn đâu ạ. Hay là nó cưỡng bức cháu, rồi quay clip ép cháu? Không ạ, cái này càng không phải. Bác ơi, bác hiểu lầm thật rồi. Bác tin cháu đi. Bác vẫn không hiểu tại sao cháu lại chọn một cái thằng vô văn hóa, vô giáo dục như nó. Cháu nói thật là đấy là chủ nợ mà cháu từng nhắc đến đấy ạ. Cái thằng mà cho cháu vay 60 triệu, sau đó lên 600 triệu đấy à? Dạ vâng ạ. Khốn nạn quá. Thằng này phải băm vằm nó thành trăm mảnh. Bác ơi, bác bình tĩnh đã. Bác không thể làm bình tĩnh được. Thằng này phải kiện nó, phải đưa nó ra pháp luật. Nhưng mà bác ơi, giấy trắng mực đen đều trong tay họ, mình chẳng có gì cả. Thế nhưng không có nghĩa là cháu sẽ lấy nó làm chồng. Thật ra anh ta sinh ra trong một gia đình làm nghề xã hội, lại phải lăn lộn từ sớm, nên có lẽ đấy là lý do mà lớn lên anh ta cư xử có phần sắc sược. Nhưng mà cháu nghĩ bản chất của anh ấy không phải người xấu đâu ạ. Thế mà không phải người xấu? Thì cháu thấy anh ta không phải người ưa bạo lực, lại còn rất yêu thương chó mèo. Cô đừng xin cháu thương cô. Có xin thì xin thằng con trai quý tử của cô ấy, bảo nó đừng có bóng bánh chỗ cháu nữa. Chứ xin gì cháu hả cô? Cháu ơi, cho cô xin. Nhà cô cảnh mẹ quá con côi, cháu cho cô thư thư ít bữa nhá. Cháu nghe bài này một tháng trước rồi. Nhìn cô ấy cũng cỡ tuổi mẹ cháu đấy, nên là cháu mới cho cô 30 ngày. Bây giờ cô lại định khất nữa. Cô tính lừa cháu đấy à? Không không, cô không dám lừa gì cháu đâu. Cháu cho cô khất 2 tuần nữa thôi, chứ bây giờ cô làm sao mà xoay kịp tiền được hả cháu? Nhìn cô đã thấy vất vả rồi. Mấy thằng em cháu bảo là ấy, tuần trước cô mới đốt hơn 100 triệu tiền mã đấy. Tiền để đốt thì có, mà tiền để trả thì không. Nghe cũng lạ nhở. Cháu ơi, cháu đừng nghe chúng nó nói linh tinh. Cô mà có tiền à thì cô trả cháu ngay, chứ cô nợ làm gì? Cũng đúng. Thế mà mấy thằng ác mồm lại bảo là cô làm cái lễ giải hạn để cầu cho mấy thằng chủ nợ chết đi cho đỡ ám quẻ. Không, không phải như thế đâu cháu ơi. Đấy là cái lễ cô với cả chị cô đi giải hạn hàng năm, chứ cô làm gì ra có tiền. Cũng đúng. Nhìn cô ấy phúc đức như thế, làm sao mà có chuyện cầu ác cho bọn cháu được. Bọn nó chỉ được cái nói linh tinh cô nhỉ. Chúng nó chỉ được cái nói linh tinh. Cháu cho cô nợ ấy thì cô còn cầu phúc cho các cháu nữa ấy chứ. Ui, cháu hạnh phúc quá. Lâu lắm rồi ấy, cháu mới có người cầu phúc cho đấy. Cái chỗ nợ đấy cũng chỉ là con số. Mấy trăm triệu cháu xin biếu cả cô, coi như quà cháu nhận cô làm mẹ. Ui, cô không dám đâu cháu. U này, giờ có con rồi ấy, thì bỏ quách cái thằng con trai không biết thương mẹ ngoài kia đi. Sống chết thế nào, kệ nó. Có con rồi thì cần gì nó nữa. Các anh định giết con tôi phải không? Nó mà bị làm sao ấy thì các anh rũ tù nghe chưa? Chỉ là ví dụ thế thôi. Cô làm gì mà to tiếng thế? Bọn cháu là dân làm ăn, không phải quân giết người. Chẳng qua là ấy, cháu có cái thẻ học viên của em nó. Bây giờ cháu đưa lên trường kèm cái đơn thì... Cháu ơi, thế thì nó bị đuổi học mất. Cô phải mất bao nhiêu tiền mới xin được cho nó vào đấy đấy. Thằng lợn này, chúng mày đá đấm cái gì? Hổ báo với con chó ấy, thể hiện với ai? Em xin lỗi ạ. Các anh có thể cho em nhờ một lát được không ạ? Em ở nhà bên cạnh, nhà em đang có đám tang ạ. Con ngu này! Hàng xóm nhà mày nợ của tao gần tỷ, không canh ở đây, nó trốn mất. Mày có đền được không hả? Mà sao anh nhờ vả? Thằng này, lao nhau! Cho anh chia buồn với gia đình em nhá.
Cả đời nhà người ta mới có tang lễ một lần. Chúng mày lộn nhà lộn nhộn ấy thì khách nào dám đến viếng. Em cứ để đấy, mọi việc anh thu xếp cho. Dạ vâng ạ. Để anh xong việc chỗ U Tình này, anh sẽ sang thắp nén hương. Có gì em cứ gọi thẳng anh nhé. Dạ vâng. Mà em tên là gì ấy nhỉ? Em là Bích Phương ạ. Thôi em xin phép. Vớ vẩn. Cái gì mà yêu thương chó mèo? Cháu có phải là chó mèo đâu. Quá vớ vẩn. Được, bác sẽ có cách. Cái gì? Xong tao về. Tao đã bảo là xong tao về. Em làm cái gì trên đấy mà lâu thế? Mặt thì cứ sưng hết cả lên. Anh đối xử với tôi như thế nào cũng được. Kiếp này coi như tôi là con nợ của anh rồi. Nhưng tại sao tôi đã nói như van xin anh là anh hãy tôn trọng gia đình nhà bác Lịch mà anh vẫn giữ thói cư xử ấy là sao? Nhưng anh làm gì không đúng à? Anh chỉ muốn vợ tương lai của anh cưới gả đàng hoàng. Anh đến hỏi cưới nhà bạn gái mà anh hầm hầm cứ như đòi nợ thuê. Đã vậy Anh lại còn hạ thấp gia cảnh nhà người khác. Anh có suy nghĩ gì không? Ông Lịch và bà Khoa là hai vợ chồng bán phở cùng ba thằng con trai ở cái chung cư chưa trả góp hết. Anh nói sai à? Anh cũng đã mua lại căn nhà của em và mẹ em rồi. Em chuyển ra đây sống ấy, không phải tốt hơn sao? Nhưng dù thế nào anh cũng không thể thiếu tôn trọng hai bác ấy như vậy. Hai bác, em ấy và ba thằng con trai và hai cái ông bà đấy ấy, chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Người dưng á? Họ không phải là người dưng. Họ là cả một gia đình của tôi đấy. Họ yêu thương tôi như người thân ruột thịt. Gia đình không chỉ là vấn đề được quyết định bởi ADN mà nó còn được quyết định ở đây này. Ở đây này, anh hiểu không? Anh cũng thật lòng thương em à Phương? Sao em? Lạc Lạc, cháu quen tìm thấy anh rồi, anh là của em. Vô lý, sao lại thế? Tại mẹ em bảo, cái gì là tìm được ở công viên thì được giữ, còn tìm được ở nhà người ta thì phải trả lại. Anh xem bên này, tôi toàn tìm ra linh tinh. Bố mẹ em đâu? Sao lại đang thẳng nơi một mình? Mẹ em đi làm tiếp rồi, em không có bố nên mẹ phải làm bằng hai người luôn. Ơ, thế bố mẹ anh đâu? Sao anh lại ngồi khóc ở đây? À, bảo em là anh ngồi khóc. Anh đang cho trốn tìm. Làm gì có ai đâu. Anh đây cùng mẹ anh. Mẹ anh đang ở trên kia kìa. Anh lừa em, lên trời tức là chết rồi, làm sao mà chơi được. Em thì hiểu cái gì? Rõ ràng là anh đang khóc. Sao anh lại khóc? Ai đánh anh nhở? Vớ vẩn. Em ra chỗ khác chơi đi. Ở đây có mỗi hai đứa, sao anh không chơi cùng em đi? Thôi chơi với em đi, đừng khóc một mình nữa. Bảo rồi, ai không khóc. Nói nữa là ai không chơi với em đâu. Thôi rồi, chơi với em đi, sẽ chia cho anh nửa cái bánh mì. Con gái đúng là phiền phức. Má Phương hứ. Dạ Phương, Bích Phương. Anh tên là gì hả anh em? Thắng.
phá bỏ anh em. Anh đói à, ăn phần của em luôn đi. Anh ăn thế này no rồi, em ăn đi. Sao anh toàn lùa em thế? Em chưa đói, anh ăn đi. Sau này em lớn, em đói, thay nuôi em là được. Sao em mau quên thế? Anh chỉ muốn thực hiện lời hứa là sẽ nuôi em cả đời thôi mà. Anh sẽ chẳng để một người nào gần em hơn, chẳng để bất cứ ai dành tô màu bức tranh anh vẽ. Vì anh đã mơ đến ngày đó lâu rồi, trong bức tranh nơi ấy sẽ có đôi ta tay cầm tay. Phương, số tiền mà cháu nợ chiều nay bác đã cho ba thằng Danh này tính, nhưng mỗi thằng lại ra một con số. Chắc chắn con đã tính đúng. Từ trước đến nay con học hành như thế nào bố mẹ phải biết chứ. Riêng về tiền bố mẹ phải tin con, cứ động đến tiền thì con cầm có sao bao giờ. Con thì không có ý kiến gì về vấn đề này vì con ghét toán, nhưng mà nếu mà lần này phải lựa chọn thì con chọn anh Phong. Thằng này chuẩn, đúng là em Út có khác. Thông minh nhất nhà. Này này, mày cẩn thận đấy, lần sau đừng có mà mượn vở bài tập toán của anh nữa. Chuyện nào ra chuyện đấy chứ. Vì đứa trật tự để bố mày còn nói. Số tiền mà cháu nợ hai bác sẽ cho cháu vay, cháu không cần thiết phải nợ thằng đấy nữa. Không đâu ạ, cháu ở đây cũng biết hai bác phải ở nhà trả góp, làm sao mà đủ tiền cho cháu vay ạ. Hai bác có mà. Ngày trước bác có mua bảo hiểm cho ba thằng này, bây giờ cũng 12 năm rồi, cũng vừa đủ. Thế là hai bác có được một khoản cũng tương đối. Không đâu ạ, cháu không nhận được số tiền này đâu. Tiền này bác còn phải lo cho ba em ăn học, làm sao mà cháu nhận được ạ. Chị quên à, em có học bổng mà, không sao đâu. Học bổng thì cũng còn phải chi tiêu nhiều thứ khác mà em. Chị không phải lo, bọn em ổn mà. Như em đây này, tháng vừa rồi em ghi cóp cũng phải được gần 10 triệu. Thế là coi như kỳ này không phải đóng học phí nữa rồi. Mà sau này lên đại học ý, em còn có nhiều đất để kiếm thêm tiền nữa. Quá dễ. Còn em là thành viên tích cực của các hội nhóm review mỹ phẩm. Có rất nhiều các anh chị ngỏ ý muốn hợp tác với em. Nên khi đủ 18 tuổi, em sẽ gia nhập hội nhóm kiếm tiền online. Hai bác đã tính toán kỹ rồi, cháu không phải lăn tăn. Cháu cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cháu biết. Cháu ở đây cũng làm phiền mọi người nhiều. Hai bác lúc nào cũng coi cháu như con ruột, yêu thương cháu, coi khó khăn của cháu như của chính gia đình mình vậy. Nhưng mà cháu cũng lớn rồi, cũng phải tập chịu trách nhiệm với mọi việc mà mình làm nữa. Việc kết hôn với anh Thắng cháu cũng đã suy nghĩ kỹ. Anh ấy từ bé có hơi thiếu giáo dục, nên thành ra lớn lên cư xử có phần lỗ mãng, chứ còn bản chất cũng không đến nỗi nào đâu ạ. Mà với cả sau kết hôn còn có ly hôn, nếu không ổn cháu sẽ tính tiếp. Không được, chị tính như thế là không được. Sao chị suy nghĩ trẻ con đấy. Chị Vương, chị đừng quyết định nhanh như vậy. Ân tình của gia đình mình cháu suốt đời cũng sẽ không bao giờ quên. Nhưng số tiền này cháu dứt khoát không nhận đâu ạ. Cháu xin phép. Từ từ đã Phương.
chị Phương là người rất tự trọng mà lại còn tinh tế nữa. Thời gian qua ở với gia đình mình, chị hiểu rõ nhất hoàn cảnh gia đình mình như nào. Bây giờ chị đã không nhận rồi thì cả về sau cũng không nhận đâu bố ạ. À, con nghĩ ra cách rồi. Bây giờ chỉ còn cách nhờ anh Gia Huy thôi. Nhắc gì đến cái thằng công tử chơi bời vớ vẩn đấy. Mẹ nghĩ là cái thằng đấy nó lợi dụng con Phương, bị con Phương phát hiện, cho nên là từ từ rút lui. Huy nó không phải là người như vậy. Sao lại không phải người như vậy? Nó cũng có cái khó nói. Không đâu bố ạ, con nghĩ mẹ nói đúng ấy. Người như ông ấy chỉ lươn lẹo dẻo mỏ thôi. Cái lúc mà gặp khó khăn ấy là biến mất luôn. Thì mình cũng có thể dùng tiền nhà mình mà. Xong nhờ ông Huy đưa hộ, rồi sau đấy nói lại với chị Phương sau. Ừ, chuẩn đấy. Tiền nhà mình có vẻ là nhiều thôi, nhưng đối với ông Huy ý, thì có đáng là bao đâu bố. Có khi như thế chị Phương còn đỡ ngại đấy. Thôi được rồi, chuyện này để bố tính sau. Chuyện này có khi phải nhờ đến thằng Giao Huy thật đấy em ạ. Anh lại nhắc đến cái tên thằng đấy đấy. Yêu đương tử tế thì những cái lúc khó khăn như thế này phải ló mặt ra. Mấy cái đứa nông cạn danh con vớ vẩn đã đành. Đằng này anh không nói đến chuyện yêu đương. Thế chuyện gì? Có một bí mật này, anh nói cho em đừng nói cho lũ nhóc biết nhá. Chuyện gì? Cái Phương ấy, nó mang họ Bùi là họ của mẹ đấy. Cái gì? Chứ đúng ra nó là họ Đoàn gia cơ. Vậy là họ của nó, thằng Huy là Đoàn gia Huy, còn bố của cái Phương là Đoàn gia Ngọc hay Đoàn gia Nam gì đấy. Vậy là con Phương là con ngoài giá thú của bố thằng Huy à? Anh cũng nghi ngờ như thế. Anh nói thằng Huy nó không tin, nhưng mà lúc anh đưa địa chỉ của bố cái Phương ấy thì thằng Huy lại xin anh về để điều tra lại. Thế còn Phương biết chuyện chưa? Anh không cho thằng Huy để cái Phương biết. Nhưng tình hình bây giờ thì phải để cho bố nó biết. Nhà ông ấy giàu nứt đố đổ vách ra, không thể để cho con gái khổ sở như thế này được. Anh cũng nghĩ thế. Nhưng mà anh nghe nói bà với cả mẹ của thằng Huy đều là những nhân vật có máu mặt. Nếu mọi chuyện đúng như vợ chồng mình nghĩ thì bố của thằng Huy là người đi ngoại tình, đúng không? Ừ. Bây giờ mà để cho hai bố con nhận nhau có khi lại tạo ra một mối nguy hiểm cho cái Phương. Anh sợ thế. Ừ, anh nói đúng. Giờ con Phương mà về, họ tưởng là về để tranh tài sản, như thế thì bất lợi cho con Phương. Thôi thì việc này gia đình nhà mình tự giải quyết có khi lại hơn. Được rồi, biết thế. Bây giờ cứ đi ngủ đi đã, chuyện này để mai tính. Ừ. Mà yên tâm, có anh đây rồi còn gì. Em có thấy đã bao giờ anh không giải quyết được việc gì chưa? Ôi giời. Anh thì hay rồi, ngủ đi. Tất nhiên.
Mời kêu chị Phương. Cháu xin phép ạ. Từ giờ có lẽ cháu sẽ không làm phiền cả nhà mình nữa. Cháu đã quyết tâm rồi. Không. Thôi hai đứa, để chị đi đi. Đây là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta rồi. Không, em không cho chị đi. Chị không được lấy cái thằng đấy. Nếu mà chị muốn đi, bước qua xa em trước đã. Cháu xin mọi người chờ đợi cháu là đám cưới chứ không phải đám tang. Mong mọi người đừng làm cháu khó xử. Thôi được rồi, nếu cháu đã quyết như vậy thì hai bác cũng không cản nữa. Chúng ta không ai cản cháu. Nhưng cưới hỏi gì thì cũng phải có người thân, dù chúng ta chỉ là người dưng với cháu. Nếu như cháu không chê hai bác nghèo. Không, cháu không có ý đó. Vậy thì cháu không cần thiết phải ra ở riêng. Cháu có thể ở đây mà. Hai bác sẽ lo đám cưới cho cháu đàng hoàng, hiểu chưa? Chị yên tâm, em sẽ bảo hai thằng em của em không quấy phá chị nữa. À thôi, để em đéo chị đi làm. À đi học. À không, đi thực tập. Thằng nào em cũng tiện đường thôi. Cháu xin phép. Cháu xin phép ạ. Bọn con đã điều tra rồi. Cái thằng lơ cơ hôm trước ở đây, nó tên là Thắng. Biết rồi. Tưởng gì? Thắng. Tên đầy đủ là Trần Hiếu Thắng. Thắng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cho vay nặng lãi. Mẹ Thắng mất sớm. Bố Thắng không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con trai. Bố Thắng giáo dục bằng roi vọt. Vậy nên hai bố con không hợp nhau lắm. Sít, mày là Văn Mẫu đấy à? Vài năm trước, vì xích mích với kẻ thù, cho nên bố Thắng đã bị mất trong một cuộc ẩu đả. Sau đó thì Thắng đã tìm một nhóm đàn em tiếp tục sống bằng cách cho vay nặng lãi và bụng họ, với danh nghĩa đó là hỗ trợ tài chính cá nhân. Tuy nhiên, bọn con đã điều tra kỹ rồi. Thắng chủ trương không bạo lực, lách luật chứ không phạm luật. Vậy nên hắn chưa có tiền án tiền sự nào cả. Nhìn vào có khi còn được coi là doanh nhân trẻ thành đạt nữa ấy. Bây giờ hiện tại nhà mình không có bằng chứng gì cả. Lại tiếp, Thắng làm việc không có dấu vết gì cả. Cho nên bây giờ có mà kiện ấy, thì tỷ lệ thắng cũng rất là thấp. Kiện cũng không được. Mà nó là dân xã hội, dọa cũng chẳng xong. Khổ nỗi là bây giờ không biết làm thế nào. Bố mẹ yên tâm, bọn con đã có cách. Hát, hát. Quái lạ, sáng ngày ra nó có ai nhắc mình. Anh sẽ chẳng để một người nào gần em hơn, chẳng để bất cứ ai dành to. Vì thần tình yêu mong chờ thêm một mũi tên khi đôi ta nhìn nhau. Mời vào. Chào cô, chào chú. Chào cậu, chào cậu. Chào cậu để đây. Chào trẻ. Tôi nói ông bà không hiểu à? Tìm Phương vào đây cho tôi. Tôi cần Phương, không cần tiền. Giấy trắng mực đen rõ ràng ngay như thế. Về lý về tình, chúng tôi là người đúng. Cậu đừng có mà ép người quá đáng.